Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị Hàn Quốc của tác giả Dương Hành Triệt Do, Thúy Hương dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Hồi kết. Nam Hiểu Lâu dậy mau, hôm nay điểm số của tao cao thấp thế nào là nhờ vào mày cả đấy. Nguyệt Vô Hoa lay tôi thật lực, nôn nóng như chỉ muốn lôi cổ tôi kéo phăng đến lớp. Tôi vẫn mắt nhắm tịt chĩa hai ngón tay về phía nó, châm hộ tao điếu thuốc cho tỉnh ngủ. Mơ đi, Nguyệt vô hoa chẳng buồn ngoái đầu, bước thẳng ra ngoài, Sukino có hỏi, tao sẽ nói là tối qua mày xem phim người lớn mệt quá không dậy nổi. Thẳng vô lương tâm kia, đứng lại cho tao, tôi một cú bật tôm nhảy phát xuống giường, cuống cuồng mặc quần áo, mày làm gì tao cũng được, nhưng không được phép làm tổn thương nữ thần của tao. Tao làm tổn thương cô ấy chỗ nào? Nguyệt vô hoa đúng tựa cửa, nhướng mày nhếch mép nhìn tôi. Tôi bỗng cảm thấy cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá, Nguyệt vô hoa, mày học ở đâu cái điệu nhướng mày như thế đấy? Ờ, tao không để ý, Nguyệt vô hoa lại nhướng mày, gãi mũi theo thói quen, biểu cảm phải ngầu mới mong có gấu chứ. Gớm, mày cứ tưởng mày là lục tiểu phụng lai sở lưu hương chắc, cậy được cái mã là tưởng mình bố đời. Tôi quăng luôn cái giày về phía đó thời của câu qua rồi nhé bây giờ mẫu đàn ông uông như tao mới là hợp mốt nguyệt bính thản nhiên cúi đầu né chiếc giày chẳng dè từ trong hành lang vọng lại tiếng gầm nhức óc nam hiểu lâu nếu cậu ngứa mắt với du học sinh nhật bản chúng tôi tôi sẵn sàng nghênh chiến như một samurai thực thụ là thứ tiếng hoa ngọng liếu ngọng lô của kuroba hắn tung một cuốc đá chiếc giày của tôi vang trở lại tôi mang giày mặc áo xong vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, tiện tay ướt đưa lên vuốt tóc, Kuroba, giờ là thời nào rồi mà cứ mở miệng ra là samurai nọ samurai kia. Cậu nghĩ mình là Miyamoto Musashi đầu thai chắc. Không cho phép cậu cười cợt thần tượng của tôi, mắt Kuroba như tóe lửa, ánh lửa xuyên qua vạt tóc mái dài lợp cợp, cứ như muốn dùng ánh mắt để hạ sát tôi vậy. Kuroba, hàng xóm láng giềng phải ăn ở cho hòa thuận chứ. Nguyệt vô hoa sáp vào khoác vai Kuroba, hai cậu mà ánh nhau là ảnh hưởng đến tình lân bang hữu nghị đấy. Tôi cười hề hề, chạy theo Nguyệt Vô Hoa và Kuroba cùng đến phòng thi. Trên đường, ba thằng tôi đã thỏa thuận xong xuôi các thể loại ám hiệu nhắc bài. Từ tít xa, đã nhìn thấy thằng cha rách đang cung cúc lượn về về quanh yêu tích he như nhặng. Thằng khốn, lửa lại bùng lên trong mắt Kuroba. Kuroba này, cậu thích yêu tích he thì cứ nói tuẹt ra đi, sao lại để cho cái thằng Canada mũi lỗ kia chen vào thế? Tôi tụi cho Kuroba một nhát. Hai, con gái Hàn Quốc chỉ thích trai Tây, so he chẳng thèm để mắt đến tôi. Kuroba nữ vừa bị hút mất cả lít máu, vẻ hùng hổ kiêu căng thương ngày bay đầu mất sạch. Zach, Nguyệt vô hoa gọi vống lên, giang hồ có luật, thiếu nợ trả tiền. Mấy thằng Trung Quốc các cậu cáo già nhất hàng, tớ thề không bao giờ đánh bài với các cậu nữa nhìn thấy tôi và Nguyệt vô hoa, rách lắc đầu rồi chạy biến. Ba chúng tôi dần dần đuổi theo, yêu tách hè ngơ ngác trợn mắt nhìn chúng tôi. So hè, thằng rách mặt dày kia nợ tiền của bọn tớ mà chây y không chịu trả, đúng là thằng chơ cháo nhất hàng. Tôi tiện thể đánh lén sau lưng. Rách đưa tay trải chuốt mái tóc vàng kim óng ả, à. đôi mắt xanh gần như trắng trông càng thêm trắng, tớ có nói là không trả đâu. Tại tớ là du học sinh vừa học vừa làm nên hơi chật trội tí thôi. Chật vật, không phải chật trội, nguyệt vô hoa sửa luôn. Thế thì có liên quan gì đến tớ? Yêu tách hè cất giọng đông bắc đặc sệt, nam hiểu lâu này, hôm nay su đau bụng, cơ hội trời ban cho cậu đấy. Tôi móc ngay tờ tiền dúi vào tay yêu tách hè, thưởng cho cậu này. Phải rồi, so hè, tôi hạ giọng thì thào, con gái các cậu thích loại băng vệ sinh nào? để tới biết đường đi mua. Cậu thô quá đấy, Kuroba với rách đồng thanh kêu lên, rồi lại lập tức hằn học nhìn nhau. Phải mua đường đỏ chứ không phải băng vệ sinh, Nguyệt vô hoa tưng từng chen ngang. Nam hiểu lâu, đáng đời, cậu đừng hòng thoát, yêu tách he đỏ mặt, nhanh tay nhét ngay tờ tiền vào túi. Lũ các người, tôi chưa nói kịp dứt lời, đã thấy Nguyệt vô hoa đưa mắt ra hiểu. Tôi lập tức thực hiện động tác đã soi gương diễn tập cả N lần, xoay người, ưỡn ngực, mỉm cười. Sukino đứng yên lặng trong ánh nắng, xinh đẹp tuyệt vời, vạt váy phấp phới. Sukino, sắp đến 15 tháng 8 rồi, Nam hiểu lâu bảo hôm nay mời cả bọn ăn tối. Nguyệt vô hoa hô lên ông ổng, đập đánh chát vào vai tôi, thì thào, tao chỉ giúp được mày thế thôi. Anh Nam, cảm ơn anh, tôi sẽ tới. Sukino đưa tay đẩy cặp kính không gọng, lịch thiệp khom lưng xuống. Tôi vừa định nói vài câu khách sáo, bỗng một tiếng quát vang lên nghiêm nghị, không vào thi đi đứng đây làm gì. Cả đám chúng tôi so vai rụt cổ, cun cút đi tới phòng thi. Không phải nói, nghe giọng cũng biết đó là giáo sư Doang. Tên với trả họ, đọc méo cả mồm, tuy nói đây là trường đại học quốc tế, nhưng du học sinh và giáo viên nước ngoài có vẻ như còn nhiều hơn cả người bản xứ ai nhìn thấy thầy Doang cũng như chuột thấy mèo. Ngay cả giảng viên Okawa Yuji có tiếng là võ sư judo cấp 9 cũng phải cúi chào giáo sư Doang từ xa. Đã đến giờ thi, tắt hết điện thoại, nghiêm túc làm bài. Thầy Mangrai bắt đầu phát bài thi. Thi xong, tôi tài trợ bữa tối, sáu người ăn uống thoải mái chuyện trò vui vẻ. Tôi và Nguyệt Vô Hoa còn gọi chai rượu trắng, chén tạc chén thù. Hơi rượu cay nồng, uống vào chảy cả nước mắt đây là món bánh bí ngô anh vừa gọi, cậu phục vụ phụ báo tên món ăn. Bí ngô, cũng giống đấy, Nguyệt vô hoa vỗ tay, từ giờ gọi mày là bí ngô nhé. Này, thần Nguyệt bính kia, mày có biết cái tên ấy khó nghe lắm không? Tên tao lãng mạn nghệ thuật thế cơ mà. Tôi phản đối, mày vừa gọi tao là gì vậy? Nguyệt bính, Nguyệt vô hoa gãi mũi, nghe quen thật đấy, cứ như tao đã từng mang biệt hiệu này. Tôi cũng ngơ ngác, sao tôi lại bột miệng gọi nó bằng cái tên này nhỉ? Bí ngô, Nguyệt Bính, Gớt, rách hào hứng reo lên, hai hôm nữa là trung thu rồi, không biết có bánh trung thu nhân bí ngô không nhỉ? Sokino và Yêu He đều phì cười, rách vênh mặt liếc sang Kuroba. Kuroba tội nghiệp có vắt óc cũng chẳng nghĩ ra được chuyện gì khiến Yêu Tech He cười cả, chỉ biết ngồi ngây ra đó mà rụt gan như lửa đốt. Nghiêm túc đi, tôi xoa cái bụng căng tròn tối qua tớ mơ thấy một giấc mơ vô cùng rùng rợn, hết sức ly kỳ về con cáo chín đuôi. tất cả chúng ta đều xuất hiện trong giấc mơ ấy, thú vị cực kỳ. tớ phải chép lại mới được. anh Nam ạ, à, mơ mộng là chuyện hão huyền thôi mà. Sukino nghiêm túc nói. nhưng không sao, tôi vẫn ủng hộ anh. hay quá, thế thì tôi nhất định sẽ viết. tôi hào khí ngất trời. thật vui vì có những người bạn thế này. ngoại truyện người kiến trên đảo hoang. Tương truyền có một loại cổ thuật tên là cổ kiến, người luyện cổ từ lúc sinh ra đã bị rạch ra dầu rồi nhét vào đó 36 quả trứng kiến, sau đó phải sống trong cái ang nuôi đầy kiến, ăn kiến mà sống. Năm 12 tuổi mới được ra khỏi ang kiến, từ đó đổi sang ăn thứ bột sền sệt giã từ thảo dược và nội tạng động vật sống, đến năm 18 tuổi, kiến dưới da đầu mới trưởng thành, có thể luyện thành cổ kiến. Một, suốt cả ngày trời, chúng tôi ngồi trên tảng đá, nhìn đăm đăm ra ngoài biển khơi. Chỉ cần trên mặt biển hiện ra một chấm đen giống như tàu thuyền, chúng tôi sẽ nhảy dựng dậy, giơ hai tay vẫy rối rít, hò hét cật lực, sau đó thì nhìn thấy mấy con chim hải âu từ xa bay tới. Vô vọng thôi, Nguyệt Bính cất giọng khàn khàn, môi nứt nẻ dướm máu vì thiếu nước, phải tìm cách để sống sót đã. Tôi di đầu ngón tay trên tấm thẻ đồng có khắc dòng chữ Hàn Quốc, Nguyệt Bính, không biết ai đã rúi cho tao tấm thẻ này nhỉ. Nguyệt Bính vụt đầu xuống nước biển, rất lâu sau mới ngóc đầu lên, đã không còn quan trọng nữa. Huỳnh, Huỳnh, ngọn núi nhỏ hình nấm màu nằm chính giữa hòn đảo chợt vang lên những tiếng nổ kinh đồng. Một làn sương khói màu đỏ máu từ trên đỉnh núi tỏa ra, len lỏi trong khu rừng. Đàn chim rào rào đập cánh bay lên. Nhưng rồi lại như đoạn video bị bấm nút tạm dừng, khựng lại giữa không trung rồi theo nhau rơi thẳng xuống. Cảnh tượng kỳ dị này liên tục xuất hiện trong hai ngày, vào lúc 6 giờ, 12 giờ và 18 giờ, thời gian cực kỳ chuẩn xác. Có vẻ như hàng xóm của chúng ta không được thân thiện cho lắm. Nguyệt Bính nhảy xuống khỏi tảng đá, đi trên bãi cát mịn, tiến về phía rừng cây, bí ngô, không phải thắc mắc cái gì đến rồi sẽ đến thôi. Sắc trời tối dần, Tôi ngồi bên bìa rừng canh đống lửa, lấy lá cây giã nát đắp lên những chỗ da cháy nắng. Nguyệt Bính cầm theo một cây gậy nhọn từ bờ biển tiến lại, cây gậy xuyên táo qua hai con cá, nó lẳng lặng bắc lên đống lửa nướng. Tôi đưa viên đá cuội kết đầy muối vào miệng ngầm, cái vị mặn chát mang mùi tanh của biển khiến tôi lợm giọng. Tối nay phải nghỉ lấy sức, ngày mai còn vào rừng tìm nguồn nước. Nguyệt Bính vừa chở cá vừa nói, không trông chờ mãi vào mấy cây dừa này được đâu không tìm được nguồn nước chỉ có đường chết khát suốt cả buổi chiều chúng tôi đã chặt về một đống cành cây xếp thành tín hiệu cứu hộ quốc tế sos to tướng trên bãi cát hy vọng rằng sẽ có máy bay phát hiện ra tuy cũng biết hy vọng rất mong manh nhưng không làm lại không cam tâm tâm trạng tuyệt vọng đầy mâu thuẫn này đáng sợ hơn nhiều so với cảm giác mệt mỏi tôi chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện ăn uống chỉ muốn đánh một giấc quên hết sự đời. Có cây thì sẽ có nước, Nguyệt Bính rút xiên cá nướng ra, quẳng cho tôi một con, có nước thì sẽ sống. Còn làn xương đỏ kia, Nguyệt Bính, mày có nhận thấy điều gì không? Tao cứ có cảm giác trên đảo không chỉ có hai chúng ta đâu. Cảm giác kỳ lạ này từ sau khi tỉnh dậy trên bờ biển cứ bám giết lấy tôi. Cho dù làm bất cứ việc gì, tôi cũng luôn cảm thấy có hai con mắt từ trong rừng nhìn ra trong chọc. Công viên kỳ giura kinh công Nguyệt Bính vung tay phóng vụt một cành cây về phía khu rừng. Phim kỹ năng sinh tồn chế tác thành phim khoa học viễn tưởng cũng hay đấy chứ. Bộp, Một bóng đen từ trong rừng rậm bay vụt ra, cắm phập xuống bãi cát, chính là cành cây mà Nguyệt Bính vừa ném vào. Trong rừng vọng lại tiếng cành cây va đập rào rào. Một hình người lông lá xồm xoàm đứng vụt dậy trong bụi cỏ dại, gầm gừ nhìn chúng tôi, đôi mắt đỏ như lửa sáng lóe hào quang vài giây sau, nó quay lưng lại, đi vào trong rừng. Nguyệt Bính với lấy cây xiên cá, miệng ngậm ngang con dao thuy sĩ, chạy thẳng vào rừng. Tôi cũng quính quáng chạy theo, qua những vạt cây cối rậm gì, vẫn nhìn thấy loáng thoáng con quái vật hình người di chuyển cực kỳ mau lẹ, chỉ vài cú nhún nhảy giữa những gốc cây to hai người ôm, đã sắp mất hút tam giang. Tôi nhảy qua bụi cỏ, chợt dẫm phải thứ gì mềm nhũn, hai chân lập tức bị bó chặt tôi cố nhấc chân lên nào ngờ lại có một sức hút túm chặt lấy bàn chân khiến hai chân bị lún sâu tới tận bắp chân tôi đang trên đà lao về phía trước nên ngã một cú sắp mặt hai tay chống vội xuống đất nghe ọc một tiếng cổ tay tôi ngập lún trong một thứ chất lỏng đặc quánh dính nhép một luồng hơi thum thùm như khí bioga sộc vào trước mặt khiến tôi suýt ngất tôi hốt hoảng gào lên nguyệt bính tao xa xuống đầm lầy rồi nguyệt bính từ đằng trước vòng lại một chân thụt xuống đầm lầy, vội khựng lại, ngả người ra đằng sau, cố gắng rút chân ra khỏi vũng bùn. Đừng dãy rủa, giữ bình tĩnh, hít thở thật đều. Nguyệt Bính tháo thắt lưng, buộc thật chặt vào đầu cây gậy rồi nằm dạp xuống đất, quẳng cho tôi. Đầu dây thắt lưng rơi xuống trước mũi tôi cách chừng nửa mét, bùn bắn tung tóe lên đầy mặt. Tay đâu, bám chặt lấy, Nguyệt Bính đã dướn người tới tận mép đầm lầy lại vung dây thắt lưng quăng thêm một lần nữa. Lần này, chỉ cách tôi chừng hai chục phân. Tôi cố gắng kìm nén cơn sợ hãi, cố gắng rút tay lên thật nhẹ nhàng, nhưng dưới đầm lầy tựa như có bốn cái xiềng bằng sắt siết chặt lấy chân tay tôi, cố mấy cũng không thể nhúc nhích. Tôi cảm nhận rất rõ cơ thể tôi đang từ từ lún sâu xuống đầm lầy, chóp mũi cách mặt bùn mỗi lúc một gần, bên cạnh cánh tay sủi ra bọt khí đục ngầu, nổ lục bục mẹ kiếp thằng vô dụng, với tay ra đi. Nguyệt Bính liên tục quăng dây thắt lưng về phía tôi. Nguyệt Bính, mày cố quăng vào miệng tao đi, để tao cắn. Tôi cố ngẩng cao đầu, hít một hơi thật sâu, cơ thể lại lún thêm vài cm nữa. Mày vẫn còn tâm trí để đùa đấy à? Giờ mà không đùa sợ chốc nữa chẳng còn cơ hội. Sức hút của đầm lầy mỗi lúc một mảnh, khí mê tan sộc vào đầy phổi khiến đầu óc tôi mụ mị mối đe dọa của cái chết gần kề khiến tôi sợ hãi rẫy rùa, càng khiến người tôi lún xuống nhanh hơn. Đột nhiên, tay phải tôi ấn trúng một vật gì đó hình cầu, theo bản năng, tôi túm chặt lấy, đẩy mạnh. Ngón tay tôi thụt vào mấy cái lỗ, đầu ngón tay chạm phải thứ gì mềm mềm như thịt, rất nhiều lông cứng đâm xuyên vào ngón tay đau nhói, sau đó là cảm giác tê dâm ran. Bùn đã lún sâu lút ngực, chèn ép phổi tôi đau tức dòng bùn bắt đầu bắn vào trong mũi theo những bọt khí lục bục. Cuộc sống của tôi chỉ còn được đếm bằng dây. Tao còn sống thì mày không thể chết. Đó là câu nói cuối cùng mà tôi nghe thấy. Hai, không biết bao lâu sau, cảm giác đau dữ dội ở thắt lưng khiến tôi bừng tỉnh. Người tôi như thể bị dao chém làm đôi, nhưng rồi cơ thể đột nhiên bị lôi phát lên cao, đối kháng lại sức hút của đầm lầy. Thình lình, sức ép tan biến, cả người tôi nhẹ bẫng, tôi nghe tiếng bùn rơi ì hoạp, lộ mũi thông thoáng hơn, lá phổi đang bị ép chặt bỗng nở căng, không khí trong lành ùa vào khiến ngực tôi đau rát. Tôi mở đôi mắt cộm dính những bùn, thấy mặt bùn đã ở xa bên dưới, một sợi dây thắt lưng thắt chặt vào dây thắt lưng của tôi, móc khóa lồng vào một sợi dây leo to bằng cổ tay. Sợi dây leo vắt qua một cành cây lớn chìa ra mặt đầm, cả người tôi treo vắt vẻo trên đó. Nguyệt Bính hai chân tì chặt xuống đất, dây leo quấn nhiều vòng quanh người, hai tay kéo căng sợi dây trong tư thế kéo co, hồ khẩu tưa máu, sắc mặt đầy căng thẳng, miệng mấp máy như đang nói gì đó. Tai và miệng tôi đều bị bùn lấp kín, nên chẳng nghe thấy gì, cả người rời rã không còn chút sức lực để cựa quay. Nguyệt Bính gượng lại một lát rồi bắt đầu há miệng rô hò ầm ĩ để kéo tôi lên. Người tôi bị giật rùng rùng theo nhịp kéo, bùn trong tai, trong miệng từ từ văng ra. Lúc này, tôi mới nghe thấy Nguyệt Bính luôn miệng hỏi, bí ngô, mày chết chưa? Dây thắt lưng siết chặt ngang lưng, thiết lấy dạ dày, nhấp lên nhấp xuống, khiến ruột gan tôi nhộn nhào, cuối cùng cũng hẹ ra được đống bùn đang bị tắc cổ họng. Tôi tiếp tục nôn ra mật xanh mật vàng, cổ rát như lột da, sống. Tao biết số mày không chết dễ thế mà. Nguyệt Bính quấn sợi dây leo qua thân cây liền mấy vòng rồi thắt nút buộc chặt lại, sau đó vịt mông ngồi phệt xuống đất thờ hồn hển. mày ở tạm đó đợi tao nghỉ tí đã. Mày về phải giảm béo đi mới được, chứ lần sau rơi xuống đầm lầy chắc tao không đủ sức kéo mày đâu. Tôi treo vắt vẻo như mớ rẻ lau, mặt mũi méo sạch, cứu thì cứu cho chót đi, đừng có hành tao nữa. Nguyệt Bính nheo mắt nhìn tôi, bí ngô, mày nhất định phải làm theo đúng những gì tao nói mày định thừa nước đục thả câu đấy à nguyệt bính sầm mặt đừng có buông thứ trong tay phải ra lúc này tôi mới sực nhớ vừa nãy khi sa xuống đầm lầy tay phải của tôi đã bấu được vào thứ gì đó tôi cúi nhìn rồi giật mình đánh thót vì kinh hãi bàn tay tôi đang bấu chặt lấy nửa cái đầu lâu đọng đầy bùn ngón tay thọc sâu vào lỗ mũi mấy con đỉa đen chuỗi đang bám chặt lấy các món tay tôi, cái bụng to ánh phập phồng, đang say sưa hút máu. Tôi rú lên, quên bẵng ngay lời Nguyệt Bính, quăng luôn cái đầu lâu lên bờ rồi cuống cuồng dứt lũ đỉa ra. Nào ngờ càng kéo, chúng càng bám chặt, không tài nào lôi ra nổi. Có mấy con đỉa thôi, sao phải cuống thế? Địa sợ mặn, chốc nhúng tay xuống nước biển là nó tự nhả ra thôi. Nguyệt Bính nhặt một cành cây, khều cái đầu lâu, ồ cái gì đây nhỉ ba dẫu rằng từ cõi chết trở về là chuyện đáng mừng nhưng nhìn bàn tay đầy đỉa bám tôi chẳng thể nào mừng nổi huống hồ tôi lại yếu đến mức không thể đứng vững nguyệt bính xe cỏ làm dây sâu cái đầu lâu buộc lùng lẳng ngang thắt lưng tôi cố phản đối nhưng vô ích đành phải mặc kệ nó cho nó cõng tôi ra bờ biển bí ngô dơ cao tay phải lên đừng có để đỉa bò lên người tao nguyệt bính phì phò căn dặn nguyệt bính cảm ơn mày đây là câu nói duy nhất tôi có thể nói lúc này mày lắm chuyện giọng nguyệt bính cũng thều thào chẳng kém gì tôi rõ ràng cũng sắp kiệt sức đều tại tao vừa nãy tao hấp tấp quá hai thằng tôi bồn đất lấm lem chẳng buồn cởi quần áo cứ thế lao mình xuống biển mặc cho sóng biển vỗ đập lên người gặp nước biển mấy con đỉa dẹp lép xuống trông như tấm da tôi nhìn cũng thấy hả giả. Nguyệt Bính bất chấp hôi hám, vục cái đầu lâu xuống biển rửa thật sạch, rồi khua những món tay qua các lỗ, nếu là đầu lâu người, cũng là người dị dạng. Bình thường, đầu người có ba cái hốc ở mắt và mũi, nhưng hai bên hốc mũi của cái đầu lâu này lại không có hốc mắt, mà lại có hai cái hốc xếp hàng dọc trên chán. Có nghĩa là người này có hai con mắt mọc trên chán. Sương khói đỏ rực tỏa trên đỉnh núi, quái vật hình người xuất hiện trong rừng, cái đầu lâu có mắt mọc trên trán. Những chuyện quái đản này khiến tôi chợt nảy ra một ý, nguyệt bính, hay hòn đảo này chính là nơi rừng chân của người ngoài hành tinh. Mày nghĩ người ngoài hành tinh cũng dễ xa lầy giống như mày ấy à? Nguyệt bính gõ vào cái đầu lâu. Lỡ đầu cái đầm là mồ chôn của người ngoài hành tinh thì sao? Tôi nói xong, bất chợt liên tưởng đến cảnh mình vừa rơi xuống một cái mộ tập thể đầy xác thối giữa thì gai ốc sởn lên khắp mình mây. Ký hiệu SOS xếp bằng cành cây đã bị nước biển cuốn đi quá nửa, chúng tôi bèn gom số cành cây còn lại, gác lên đống than củi chưa tàn để đốt lửa. Ngọn lửa ấm áp hơn bao giờ hết, quần áo chẳng mấy chốc đã được sấy khô, bám một lớp muối trắng toát. Nguyệt Bính treo cái đầu lâu trên cành cây, ngồi cạnh đống lửa, gục đầu xuống gối, con quái vật nhìn thấy chúng ta liền chạy đi, chứng tỏ nó sợ cứ yên tâm ngủ đi, chắc chắn đêm nay sẽ an toàn. Tôi đâu có được bộ thần kinh thép như Nguyệt Bính, nó đã ngáy khò khò rồi mà tôi vẫn hai mắt trong trong, cứ có chút tiếng động trong rừng là lại giật lên thon thót. Chẳng chọc gần tiếng đồng hồ, không biết tôi ngủ thiếp đi tự lúc nào. Không biết ngủ được bao lâu, trên đỉnh núi lại phát ra tiếng nổ dữ dội, tôi mở tròn mắt mà đầu óc vẫn vang vất, người ngợm hơi ê ẩm nhưng đã thấy khá hơn nhiều. Nguyệt Bính ngồi quay lưng về phía tôi, nhìn lên ngọn núi. Làn khói đỏ rực từ đỉnh núi bốc ra, tựa như yêu khí trong tây du ký bao trùm khắp khu rừng. Bảy chim sợ hãi bay vụt lên, nhưng rồi lại bất động và rơi xuống. Mày có nhận thấy gì không? Tôi vừa ngáp vừa hỏi, vừa dứt lời, tôi bỗng chết sưỡng. Đó không phải là giọng của tôi. Bí ngô, tao quay đầu lại, mày chớ có sợ đây nhé. Người ngồi quay lưng lại với tôi rõ ràng là Nguyệt Bính, nhưng giọng của nó lúc này nghe lại the thế tựa như con vẹt giả giọng đàn bà. Mà giọng của tôi cũng như vậy. Tôi đứng người, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nguyệt Bính quay đầu lại, vừa nhìn thấy bộ dạng của nó, tôi đã hồn vía lên mây, hét lên thất thanh. Mày cũng thế, gào thét cái gì? Nguyệt Bính hất hàm nói. Bên dưới lông mày, không có mí mắt, không có con ngươi, chỉ có một mảng da trống trơn trên trán của nó có hai con mắt mọc theo hàng dọc tôi vội sờ lên trán theo phản xạ con mắt bị chọc phải đau nhói tôi đưa tay sờ vào vị trí vốn dĩ là hai con mắt nhưng chỉ có lớp da phẳng lì thế nhưng tầm nhìn của tôi rõ ràng vẫn ở hai bên sống mũi đã có người tới đây nguyệt bính chớp chớp đôi mắt trên trán hai mí mắt khép lại từ hai bên phải trái rồi lại mở ra hai hàng vết chân chạy dài từ khu rừng đến cạnh cái cây treo đầu lâu rồi lại quay trở về khu rừng. Có người đã lấy mất cái đầu lâu. 4. Tôi mất nửa buổi sáng mới kiềm chế được cơn bàng hoàng kinh hãi sau khi hai con mắt chạy lên chán. Nếu không có Nguyệt Bính ở đây, chắc chắn tôi đã phát điên mất rồi. Tưởng tượng mà xem, tầm nhìn của bạn vẫn rất bình thường, nhưng khi soi gương, lại phát hiện ra chỗ hốc mắt trống trơn, và hai con mắt nằm dọc ngay giữa chán. Cảnh tượng hãi hùng này đủ để hủy hoại thần kinh của bất kỳ một người bình thường nào. Có trời mới biết Nguyệt Bính đã chịu đựng cơn kích động này như thế nào. Thằng này chắc chắn không phải là người thường. Những thứ xấu xí rùng rợn đến mấy, nhìn nhiều rồi cũng thấy quen. Đến chưa, tôi đã có thể nhìn thẳng vào Nguyệt Bính khi nói chuyện với nó. Có điều giọng của hai thằng cứ choe choe như hai con vẹt, tức cười hết sức chúng tôi bắt mấy con cá đem nướng nguyệt bính dùng dao găm vót cành cây thành đinh gỗ nhọn dắt một vòng quanh thắt lưng tôi cắt sợi dây leo hai đầu buộc hai hòn đá to bằng năm đấm quấn quanh hai cánh tay làm chùy lưu tinh mọi thứ đã sẵn sàng chúng tôi lần theo vết chân vào khu rừng lần này chúng tôi cần phải giải đáp mọi nghi vấn về hòn đảo này nếu không cho dù có thuyền đi ngang qua trông chúng tôi dị hợm thế này ai còn dám cứu có cứu thì chắc cũng bán chúng tôi cho gánh xếp rong, hoặc tống đến viện nghiên cứu khoa học để phải phẫu. Trong rừng, không khí ẩm ướt, nóng ấm, mặt đất bùn lầy nhão nhuệt, những vết chân đọng đầy nước nên rất dễ tìm. Cho dù có vài bước mất hút trong đám cỏ, cũng nhanh chóng xuất hiện ngay gần đó. Để tránh không bị xa xuống đầm lầy lần nữa, chúng tôi đi men theo những đám rễ cây quyện lẫn bùn đất và lá rụng, tiến về phía trước, Cách này cũng giúp chúng tôi tránh được lũ đỉa đói dưới bùn. Đi được chừng một cây số, Nguyệt Bính dừng lại nhìn vết chân, nhếch mép cười, hắn cố tình để lại vết chân để chỉ đường cho chúng ta. Tôi mệt bờ hơi tai, chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện này, cắm đầu lùi lũi đi tiếp. Đi vòng qua mấy thân cây rậm rạp, vết chân đã mất hút trong cỏ dài. Ba căn lều thù lù nhô lên giữa bãi cỏ bằng, những sợi thừng trăng vương đầy mạng nhện, rình rập trên đó là con nhện khổng lồ to bằng quả óc chó. Rõ ràng mấy túp lều đã bị bỏ hoang từ lâu. Rắc một tiếng giòn tan, tôi nhìn xuống chân, thấy nửa khúc xương vừa bị dẫm gãy đôi, bật ngược lên trên. Tôi dùng mình, cầm truy lưu tinh quét nửa vòng quanh bãi cỏ. Đám cỏ dại um tùm liền dạp cả xuống, để lộ một bộ xương người nằm vẹo vọ trên cỏ. Đống xương đã bị che khuất một nửa, tay chân co quắp như thể chết trong tư thế bị trói tôi vừa định đi vào mấy căn lều tìm hiểu đã bị nguyệt bính giật lại mày chán sống rồi hả nó cầm cành cây dài chọc vào trong bãi cỏ thăm dò lật lên một bộ xương người lộ ra năm sáu ụ đất hình tròn thấp lè tề trên bộ xương người bị lật lên lúc nhúc toàn kiến là kiến con nào con nấy đỏ rực dài bằng nửa điếu thuốc lá hàm răng vẫn kiên gan bập chặt vào khúc xương Nguyệt Bính rút ra một con cá khô, quẳng vào bầy kiến. Chúng lập tức bu lại nghìn nghịt, chỉ vài giây, đến màu xương cá cũng không còn. Nguyệt Bính kéo cành cây lại, một con kiến lửa đã bò lên đầu cành cây, đang ra sức gặm. Vừa nãy mày mà dẫm vào đó, còn chưa kịp cảm thấy đau, khi rút chân ra đã như cành cây này rồi. Loài kiến ăn thịt người nhiệt đới này biết tiết ra thứ nước bọt chứa axit để phân chia lãnh địa, không bao giờ rời tù con vật nào lạc vào chỗ này chỉ còn đường chết mường tượng đến cảnh tượng dợ người đó tôi hít vào một hơi khí lạnh nguyệt công công mắt mày chạy trên chán rồi mà vẫn tinh thế à nhưng những người kia mắt mũi vẫn bình thường tại sao lại dựng lều ngay giữa tổ kiến không phải mày hãy nhìn tư thế của mấy bộ xương kia mà xem trước khi chết họ không hề dãy rua họ bị trói chặt rồi quẳng vào đây làm mồi cho kiến Chứ nếu là vô tình đi lạc vào đây, chưa kịp dựng lều đã bị đàn kiến gặm sạch rồi. Nó nói rất đúng, nhưng vậy thì mấy cái lều kia từ đâu ra? Chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống? Nguyệt Bính cầm cành cây khều một cái đầu lâu trong đám cỏ lên, vị trí hốc mắt vẫn có hai lỗ đen xì. Đám người xấu số kia đều bình thường hơn chúng tôi. Nhìn theo hướng vết chân, thì thấy người kia đã tiến thẳng vào tổ kiến. Tại sao hắn lại tiến vào được? Nguyệt Bính đi đi lại lại bên bãi cỏ, tao nghe nói có một loại cổ thuật tên là cổ kiến, người luyện cổ từ lúc sinh ra đã bị rạch ra đầu rồi nhét vào đó 36 quả trứng kiến, sau đó phải sống trong cái ăn nuôi đầy kiến, ăn kiến mà sống. Năm 12 tuổi mới được ra khỏi ăn kiến, từ đó đổi sang ăn thứ bột sền sệt giã từ thảo dược và nội tạng động vật sống, đến năm 18 tuổi, kiến dưới da đầu mới trưởng thành, có thể luyện thành cổ kiến. Đột nhiên, Nguyệt Bính khom lưng nhìn bóng cây phản chiếu xuống mặt cỏ, kẹp vài cái đinh gỗ đào trong ke tay rồi vung lên trên. Trong không trung vọng lại tiếng vật thể nặng va đập vào cành cây. Tôi ngước nhìn, thấy hai cái xác chết khô từ trên ngọn cây rơi xuống. Một cái mắc lại vắt vẻo trên cành cây to, còn một cái bị va đập gãy mất nửa khúc chân, thõng thượt rơi xuống bãi cỏ. Nhìn qua tán cây, tôi hít ngược một hơi khí lạnh, có đến hơn chục cái xác chết khô bị dây leo to bằng ngón tay lồng vào cổ họng, đâm xuyên qua cột sống cổ, treo lơ lửng trên cành cây, đùng đưa qua lại như cây chuông gió làm bằng xác người. Mắt của họ đều mọc dọc ở giữa chán. Khe, khe, trong bãi cỏ vọng lại những âm thanh khàn khàn, tấm rèm che trước cửa lều bên trái được vén lên he hé, hé, một người ẩn mình trong lều, thỏ ra cánh tay lúc nhúc kiến bò, vẫy vẫy chúng tôi. Nam, ba cái đinh gỗ đào xếp thành hình tam giác phóng thẳng về phía căn lều xuyên thủng tấm rèm vải thành ba cái lỗ có tiếng phập phập vọng lại hẳn là đã cắm vào cơ thể người kiến từ khi trôi giạt ra đảo nguyệt bính không nhận ra tính tình của nó đã ngày càng trở nên nóng này không còn điềm tĩnh như trước đây hòn đảo này đâu đâu cũng đầy những cảnh tượng quái dị nhưng tôi lại không hề cảm thấy người kiến có ý xấu tấm rèm từ từ vén lên một cặp mắt đỏ rực nhấp nháy trong bóng tối, tiếng khè khè phát ra từ cổ họng nhỏ dần, một cái bóng cao lớn từ trong lều bước ra. Tôi không chắc chắn đó có phải là người hay không, trên mình hắn bầu đầy kiến lửa, bầy kiến lúc nhúc như một lớp da sần sùi nhăn nhúm màu đỏ bao bọc khắp toàn thân. Từ trong bãi cỏ vọng ra tiếng lào xào khe khẽ, đàn kiến ùn ùn chui ra khỏi các gò đất đen trũi, dồn về phía người kiến như nước thủy triều, bò từ chân lên người cơ thể hắn nhanh chóng phình lên húp híp. Người kiến vẫn đứng yên, đàn kiến bu lại trước ngực, trông chất thành ba cái mấu nhọn hoắt, rồi ba cái đinh gỗ của Nguyệt Bính từ từ được đẩy ra ngoài. Cặp mắt trên trán của Nguyệt Bính đỏ vằn như sắp dì máu, hai tay lần xuống thắt lưng, tiếp tục kẹp lấy vài cái đinh gỗ đào định phóng đi. Tôi liền giữ tay nó lại, Nguyệt Bính, bình tĩnh. Hầu hết mọi người sau khi đến với hòn đảo này đều bị ảnh hưởng, khiến tâm trí trở nên mê muội Người kiến bất ngờ lên tiếng, mà lại nói bằng thứ tiếng mẹ đẻ của chúng tôi hẳn hoi, đặc biệt là người đã từng luyện cổ thuật, tướng mạo sẽ biến dạng, giống như hai người đây. Chắc chắn là tại ông đã gieo cổ độc cho chúng tôi. Nguyệt Bính hất tay tôi ra, liên tiếp phóng đinh gỗ vèo vèo về phía người kiến. Bộp, 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 từng cụm kiến lửa to bằng năm đấm từ trên mình người kiến bật ra chặn lấy đinh gỗ. Này anh bạn trẻ, hãy bình tâm tĩnh khí, chớ để vọng niệm xúi dục. Người kiến cao giọng nói. Nguyệt bính như chúng đòn cảnh tỉnh, những tia máu đỏ ngầu trong mắt chợt lặn hết. Nó giơ hai tay lên nhìn, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, bí ngô, tao vừa làm gì vậy? Mày không nhớ sao, tôi thở phào, thế là Nguyệt Bính đã trở lại bình thường. Nguyệt Bính nhìn quanh một lượt, miệng khẽ lầm nhầm đột nhiên như sực nhớ ra chuyện gì, mắt nhìn chân chân vào đống xác khô giữa bãi cỏ, khi ngước nhìn lên, hai mắt nó đỏ vằn như sắp tứa máu, giơ một chân dẫm vào bãi cỏ lúc nhúc đầy kiến ăn thịt người. Tôi giật nảy mình, không kịp nghĩ ngợi, lập tức ôm lấy Nguyệt Bính, kéo giật về phía sau. Nào ngờ Nguyệt Bính khỏe lạ thường, hích vai một cái đã hất được tôi ra. Tôi bật lùi hai bước, vấp phải rễ cây, chới với ngã ngửa ra phía sau trong bãi cỏ như có tấm đệm mút đỡ lấy tôi, tiếng xương vỡ vang lên răng rắc, mùi hôi thối sộp thẳng vào mũi. Tôi vừa ngã trúng một cái xác, tôi bắn lên như bị điện giật, lưng ướt đẫm, chắc là nước trong cái xác giữa nát ấy dính vào. Lúc này, Nguyệt Bính đã lội vào bãi cỏ, tôi thấy bảy kiến đã bu tới đầu gối nó, còn nó đang lao về phía người kiến. Tôi nào có kịp nghĩ đó là kiến ăn thịt người, liền cuống cuồng lao theo từ trong bãi cỏ bỗng ảo ảo xông lên không biết bao nhiêu đàn kiến chúng tụ lại rất nhanh loáng cây đã trồng chất lên nhau thành một bức tường cao hơn 2 mét chắn ngang trước mặt tôi ập thẳng vào tôi như một làn sóng dữ tôi dốc hết sức bình sinh lao về phía trước nhưng không thể nào vượt qua nỗi bức tường này trái lại còn bị hất văng ra khỏi bãi cỏ tôi cảm thấy lũ kiến đang bò lúc nhúc khắp mình mỉ, ngứa ngáy khó chịu vô cùng tôi dùng mình một cái tiêu rồi nhưng thật lạ lùng, lũ kiến không hề cắn tôi, mà lại từ từ lui quân. Tôi chống đất ngồi bật dậy, và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Nguyệt Bính đang quỳ sụp trước mặt người kiến. Người kiến giơ cao tay phải, đập thẳng xuống giữa đỉnh đầu Nguyệt Bính. Nguyệt Bính ngự lên một tiếng, máu phun đầy miệng rồi ngã vật xuống, chìm nhìm trong bãi cỏ, không còn thấy đâu nữa. Nguyệt Bính, tôi gào lên rách họng, rồi lại lao vào. Lần này, bầy kiến lửa không cản tôi mà tự động rẽ sang hai bên. Khi còn cách người kiến tầm 2-3 mét nữa, tôi liền hai tay quăng vụt ra hai quả chùy lưu tinh tự chế. Người khiến không tránh, để kệ cho hai cục đá đập thẳng vào người, quật nát như một mảng kiến lửa. Giỏi lắm anh bạn, người kiến chẳng thèm nhìn tôi, quay lưng đi luôn vào lều, đợi anh kia tỉnh lại rồi cùng vào nhé. Tôi lật nguyệt bính lại, thấy hai con mắt trên trán của nó nhắm nghiền, thoạt nhìn, cứ như trên mặt không có mắt. Trước ngực nó bê bết đầy móng, tôi đặt tay trước mũi, thấy hơi thở vẫn đều, mạch đập bình thường, cứ như chẳng hề bị thương. Rồi khuôn mặt của nó bắt đầu thay đổi, hai con mắt trên trán lồi ra như hai quả bóng tròn xoe, trượt theo lông mày xuống huyệt thái dương rồi lần lượt rơi vào hốc mắt. Lớp da bao bọc trên tròng mắt nứt ra một khe nhỏ, lông mi vùn vụt trồi ra, khe hở rung rinh, chớp nháy một chốc rồi từ từ hé mở. Mắt mày về chỗ từ lúc nào vậy? Nguyệt Bính ngồi bật dậy, mày nhìn tao sát thế làm gì? Chưa gặp soái ca bao giờ à? Tôi sờ tay lên chán, chỉ thấy có mấy cọng cỏ bám vào. Lại sờ hốc mắt, hai con mắt đã nằm ngay ngắn ở đó. Vào đi, Nguyệt Bính chỉ vào căn lều, vừa nãy ông ấy đập tao một cái. Tao thấy một luồng khí nóng từ trong miệng phụt ra, đầu óc sáng láng hẳn. Tao còn nghe rõ ông ấy dặn, nằm im, không được manh động Nhưng tao cảm nhận được con mắt trượt từ trên trán vào hốc mắt, cảm giác đó, thật khó quên, thật khó diễn tả. Sao tao lại chẳng cảm nhận thấy nhỉ? Tôi chớp mắt, chưa bao giờ cảm thấy mí trên mí dưới chạm vào nhau lại dễ chịu thế này. Mắt tì hí không phải là lỗi của mày, Nguyệt Bính vén rèm bước vào trong lều, còn nữa, lần sau đừng có mù quáng cứu tao. Mày chẳng có tài cán gì, tao mà gặp nguy hiểm thì mày cũng khó sống mà đòi cứu mày cứ liệu đường chạy trốn biết đâu nhờ cái chết của tao mà mày ra công khổ luyện tôi rèn ý chí để báo thù cho tao cũng nên lúc ấy tao hơi sức đâu mà nghĩ được nhiều thế tôi chẳng muốn đấu khẩu với nó trong lều không có đèn ánh nắng chiếu qua rèm cửa hắt thành từng vệt hình chữ nhật trên nền đất tối thui người kiến ngồi ở bên rìa quầng sáng như một gò đất bu đầy những kiến ngại quá vì tướng mạo tôi kỳ dị khó coi nên phải mượn đàn kiến để che đi. Kiến bù đầy người nên tôi không nhìn thấy người kiến mở miệng, cảm giác như đang nghe đàn kiến nói chuyện, rất khó tả. Nguyệt Bính ngồi xuống, chắp hai tay nói, xin lỗi, cảm ơn ông. Đừng khách sáo, nếu tối qua, anh không liều chết cứu bạn, có lẽ bây giờ đã biến thành đống xương khô trong bãi cỏ rồi. Sao ông lại ở đây? Người kiến im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói, tôi sinh ra ở đây, đương nhiên phải ở đây. 7. Vào năm Vĩnh Lạc Triều Minh, trên dãy núi Thập Vạn Đại Sơn ở Quảng Tây có mấy chục bộ tộc sống dài rác, mỗi bộ tộc đều có tâu tầm riêng. Tâu tầm của bộ tộc người kiến là kiến, trải qua nhiều thế hệ, tâu tầm dần dần biến thành cổ thuật. Cũng vì thế mà nảy sinh mâu thuẫn giữa các tín ngưỡng khác nhau, và thường xảy ra chiến tranh giữa các bộ tộc tổ tiên của người kiến bản tính ôn hòa ban ngày đi săn buổi tối uống rượu ca hát nhảy múa người trong bộ tộc đã quen với cuộc sống dĩ hòa vi quý cho đến một ngày một đạo quan quân của triều minh sộc tới tìm đến từng bộ tộc bắt hết phụ nữ và trẻ nhỏ rồi yêu cầu mỗi bộ tộc phải cử ra một người thông thạo cổ thuật theo đội tàu ra biển bộ tộc nào nghe theo sẽ cử ra một người thông thạo cổ thuật bộ tộc nào ngoan cố liền bị chém giết dã man. Nhiều cao thủ cổ thuật của một vài bộ tộc tại đây đã mượn cơ hội này để nhập vào đoàn quân tàn sát bộ tộc khác trả thù. Khi quan quân tiến vào lãnh địa của tộc người kiến, viên thống lĩnh biết được bộ tộc rất giỏi cổ kiến, liền hạ lệnh giải hết người trong tộc lên thuyền rồi đưa ra biển. Thủ lĩnh của bộ tộc thề chết không theo, đã huy động cổ kiến chống lại. Nào ngờ lại bị nhiều cao thủ cổ thuật của tộc khác hợp sức khống chế lấy móc sắt nung đỏ xuyên qua xương bả vai, đóng đinh nhọn mài từ xương trồn vào mười kẽ móng tay để phong ấn cổ thuật. Người trong bộ tộc đành phải lên tàu, thẳng tiến ra biển khơi mênh mông dưới sự quản thúc của đạo quân hùng hậu. Đi cùng còn có tộc trường đã bị mấy cao thủ cổ thuật khống chế. Mọi người không tài nào hiểu được tại sao chỉ có bộ tộc của họ là bị bắt đi toàn bộ. Về sau, mới nghe lỏm được quan quân nói rằng cần phải đưa họ ra biển để tìm kiếm một người và thứ cần nhất chính là cổ kiến người kiến kể đến đây tôi và nguyệt bính đưa mắt nhìn nhau trong lòng đã hiểu được phần nào trong các loại cổ thuật cổ kiến không phải là cổ thuật mạnh nhất nhưng lại có một khả năng đặc biệt đó là giỏi tìm kiếm đạo lý rất đơn giản ngoài trời với biển hầu như nơi nào kiến cũng có mặt trừ phi người muốn tìm là người cá hoặc người chim còn tìm ai sau những chuyện xảy ra tại hang rơi thái lan chúng tôi đã đoán được phần nào. Đội tàu đã sáu lần ra biển, nhưng đều không thu được kết quả gì. Lần này, họ bắt bớ cả người thảo cổ thuật đi cùng, rõ ràng đã là bất đắc dĩ. Nếu vẫn không thành công, để giữ bí mật, kết cục dành cho người luyện cổ, không nói cũng biết. Mà kỳ thực, cho dù có tìm được nhân vật kia, người luyện cổ cũng khó tránh khỏi cái chết. Tộc trưởng đương nhiên hiểu rõ điều này, khi người trong bộ tộc đưa cơm đến. Từng nhiều lần dục dã, tộc trưởng hãy vùng lên kháng cự, đằng nào chẳng phải chết. Tộc trưởng bị phong ấn cổ thuật luôn lắc đầu, cam chịu ăn cơm thừa canh cặn, ý chí chiến đấu đã tui trột từ lâu. Một hôm, đêm đến, đội tàu gặp gió bão, tan tác mỗi tàu một nơi. Tộc trưởng ngửa mặt nhìn trời, cất tiếng cười vang, ra đầu chợt nứt toác, từ bên trong chui ra 36 con kiến lửa to bằng ngón tay cái, lách vào khe tàu. Không lâu sau, tiếng gào thét thảm thiết của quan quân và người luyện cổ của các bộ tộc khác vang lên không ngớt, át cả tiếng gầm rú của sóng dữ. Người của bộ tộc ùa vào phòng giam, tộc trường ra đầu rách tươm như tấm rẻ, đã tắt thở từ lâu. Trên vách buồng giam còn để lại huyết thư của tộc trường. Khi người kiến kể đến đây, tôi bắt đầu thấy hoài nghi. Các bộ tộc ở thập vạn Đại Sơn thời đó chưa có văn tự của riêng mình, nhiều nhất chỉ biết dùng hình vẽ. Nhưng nghĩ lại, người kiến chưa chắc đã lừa gạt tôi, rất có thể bộ tộc họ có phương thức truyền tin của riêng mình. Qua huyết thư, người trong bộ tộc biết rằng, để bảo vệ sự an toàn cho bộ tộc, tộc trường đã cố chờ đến cái đêm định mệnh đó, thức dậy cổ mạng, hy sinh mạng sống để tiêu diệt kẻ thù. Người trong bộ tộc liền chớp thời cơ chèo thuyền trốn thoát, tìm đường sống mới. Vì sự an toàn của người trong bộ tộc, tộc trường đã truyền lại cách luyện cổ kiến. Phần cuối huyết thư, tộc trưởng căn dặn, dẫu vì sinh tồn, nhưng phạm sát sinh ắt sẽ gieo họa cho người trong tộc. Từ nay trở đi, người trong tộc phải đối xử hài hòa với người khác, trừ phi buộc phải tự vệ. Chính vì vậy mà bộ tộc người kiến mới phiêu dạt đến hòn đảo này rồi định cư ở đây. Ban đầu, họ rất sợ những làn khói đỏ phun ra từ đỉnh núi, nhưng sau cũng quen dần, chỉ cần tránh xa phạm vi khói đỏ lan tỏa là được. Ở đây một thời gian, họ bàng hoàng phát hiện, diện mạo của mình trở nên biến dạng. Mắt của tất cả mọi người đều chạy lên trên chán, những người dành cổ thuật, trông lại càng kỳ hình dị dạng hơn, tính khí ngày một nóng này, rất khó kiểm soát. Cuối cùng, do quá sợ hãi, một toán người đã chèo thuyền bỏ trốn. Suốt mấy trăm năm trôi qua, hậu duệ của bộ tộc người kiến sống tách biệt với thế gian, không hề biết mắt của người bình thường mọc ở hốc mắt hay trên chán thì thoảng sinh được đứa trẻ có đôi mắt bình thường, còn bị coi là yêu quái mà vứt vào rừng làm vật tế sống cho làn khói đỏ. Cho đến một ngày, có một con tàu gặp nạn trôi giạt lên đảo, tất cả mọi người đều phát khiếp trước diện mạo lạ lùng của đối phương. Đến lúc này, mọi người mới biết diện mạo thật sự của người bình thường. Lời tổ huấn phải đối xử hài hòa với người khác của tộc trường được nghiêm cẩn tuân thủ từ đời này sang đời khác nên tộc trưởng người kiến mới kế nhiệm dặn mọi người chăm sóc chu đáo cho những người gặp nạn không ngờ bi kịch cũng vì thế mà xảy ra do từ khi phiêu giạt lên đảo tộc trưởng người kiến không biết lịch sử đã phát triển đến đâu nên cũng không rõ nguyên nhân cụ thể khiến cho bi kịch xảy ra bởi vậy tôi đã căn cứ vào lời kể của ông ta để sắp xếp lại nội dung như dưới đây nhóm người kiến bỏ trốn năm xưa sau khi rời đảo được ba ngày tướng mạo tự nhiên trở lại bình thường. để tránh bị quan quân truy bắt, họ cập bến ở phúc châu, từ đó tỏa đi sống giải rác ở các nơi. hòn đảo nơi tộc người kiến cư trú, bờ phía nam có một ngọn núi nhỏ với rất nhiều đá quý. chỉ cần mang theo một vài viên đá ở đây, đã đủ cho những người bỏ trốn sống giàu có cả đời. do sợ hãi mặt mũi biến dạng và cảm giác tội lỗi vì làm phản bộ tộc, họ đã giữ kín chuyện này, không dám trở lại đảo lấy châu báu nữa. Nhưng có mấy người nhiều toan tính, lo rằng đời sau ra cảnh lụn bại, cháu con xa sút liền vẽ ra tấm bản đồ hàng hải chỉ đường đến đảo. Chiến loạn cuối thời Minh khiến cho các gia tộc trở nên nghèo túng. Nhà Thanh lại thực thi chính sách bế quan tỏa cảng, phong tỏa toàn bộ đường biển. Hậu duệ của họ chỉ biết truyền lại tấm bản đồ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Câu chuyện cũng dần dần được thêm thắt, bóp méo. Đó là một hòn đảo đầy châu báu với bảy yêu quái cư trú chỉ cần diệt được yêu quái, sẽ giàu có đời đời. Những người gặp nạn giạt vào đảo, lại chính là những kẻ săn tìm kho báu. Sự việc xảy ra tiếp theo, là một cuộc tàn sát đẫm máu được thao túng bởi lòng tham lam và sự vô nhân tính. Chẳng phải những người tự xưng là văn minh vẫn làm như thế với những bộ tộc bản địa ngây thơ và hiếu khách hay sao? Những cuộc thảm sát vô nhân tính này có thiếu gì trong thời đại của các phát kiến hàng hài? Những người đi tìm châu báu nào có biết rằng, đám quái vật mọc mắt trên trán chính là hậu duệ mang cùng dòng máu gia tộc với mình. Khi nhận ra những viên đá sặc sỡ đeo trên người bảy quái vật chính là ngọc báu bấy lâu khao khát, họ liền bỏ thuốc độc vào thức ăn, sau đó chém giết thẳng tay. Duy chỉ có tộc trường thông thạo cổ kiến được giữ lại để chỉ chỗ cho họ đi tìm kho báu. Kết quả về sau, không khó đoán. Nghĩ đến những cây xác khô lùng lẳng trên cây, những bộ xương người lăn lóc trong cỏ, tôi bỗng dùng mình. Cướp bóc và báo thù, không bao giờ có đúng sai. 8. Lúc tôi tỉnh dậy, toàn bộ người trong tộc đều đã bị treo trên cây, chết cả rồi. Tộc trưởng nghẹn ngào, họ giữ tôi lại, là để tìm những viên đá này. Tôi thực sự không thể nào hiểu nổi, đá, quan trọng hơn mạng sống hay sao? Tộc trưởng lấy từ dưới gầm bàn ra một viên đá, tiện tay ném xuống trước mặt chúng tôi căn lều tối om lập tức rực rỡ ánh hào quang lộng lẫy. Một miếng kim cương tự nhiên to bằng năm đấm tỏa ra từng quầng sáng tím trói lóa dưới ánh mặt trời, hào quang lớp lớp như thực như hư, bể mặt miếng kim cương loang loáng như có nước chảy. Tôi chợt thở dốc, cảm thấy hai tay nóng bừng, mặt cũng nóng ran lên. Bí ngô, trên hòn đảo này, kim cương chẳng đáng giá bằng một con cá đâu. Nguyệt Bính mỉm cười, đúng dậy cúi chào tộc trường, chúng tôi quay lại bờ biển đây, sẽ không quấy dày cuộc sống của ông nữa. Hôm qua ông ra bờ biển là để nhặt xương của người trong bộ tộc về phải không? Anh thông minh lắm, tộc trưởng vẫn ngồi yên chứ không đứng dậy. Một lý do nữa khiến tôi giúp các anh trở lại diện mạo bình thường. Đó chính là các anh đã giúp tôi lấy được bộ xương của người cuối cùng trong bộ tộc. Tôi đã tìm kiếm rất lâu, cuối cùng chúng tôi đã có thể đoàn tụ. Tôi đã chân tĩnh lại sau khoảnh khắc bị viên kim cương hớp hồn, nuốt ực miếng nước bọt cho đỡ khô cổ, cũng đứng dậy cúi người chào tộc trưởng, ánh mắt vô tình lại bị viên kim cương hút lấy. Bí ngô, đi thôi, Nguyệt Bính hơi lên giọng, đi bắt cá ăn, tao đói rồi đây. Tôi đành nhắm tịt mắt lại, dằn lòng quay đi, bước ra khỏi lều. Phía tây có hồ nước rất trong, uống được đấy. Nguyệt Bính đi một mạch không buồn ngoảnh lại, cảm ơn ông. Tôi và Nguyệt Bính băng qua bãi cỏ, lần theo đường cũ quay trở lại bờ biển. Nguyệt Bính mặt mũi lầm lì, không thèm nói một lời. Tôi thấy hơi thẹn, cố đào ra chuyện để nói, "Nguyệt Bính, cả đời tao chưa nhìn thấy cục kim cương nào to vậy, chắc bán được nhiều tiền lắm đấy." "Tao chỉ nhìn để áng xem bao tiền thôi, chứ không có ý đồ gì khác đâu, mày đừng nghĩ tao nọ kia." "Tao có nghĩ chuyện này đâu." Lúc này, tôi mới nhận thấy khóe mắt Nguyệt Bính ngấn lệ. Mày sao thế? Chúng ta sẽ không còn được gặp tộc trưởng nữa. Mày nói sao? Tôi sững sờ. Lúc nãy mày cứ dán mắt vào viên kim cương mà không nhìn thấy cái đầu lâu mày moi dưới đầm lầy được đặt ngay ngắn bên cạnh tộc trưởng. Ánh mắt ông ấy nhìn vào đó, mới âu yếm làm sao? Nếu tao đoán không nhầm, có lẽ đó chính là người mà ông ấy rất yêu thương. Tộc trưởng đã không còn thiết tha với cuộc sống từ lâu rồi. Tôi gượng lại, đứng như trời trồng. Câu nói của Nguyệt Bính như một hồi trống, vang lên huỳnh huỳnh bên tai tôi. Giọng Nguyệt Bính nghẹn lại, "Đừng ngoái đầu, cũng đừng quay lại cứu. Tộc trưởng không còn thiết sống, chúng ta không thể cứu được đâu. Chúng ta chỉ có thể vờ như không biết, để giữ lại niềm tự tôn cuối cùng cho ông ấy." "Nguyệt Bính ơi, tao, tao thấy đau lòng quá. Tao biết." Thế còn đám khói đỏ. Khói núi lửa, độc lắm. Nếu có người phát hiện ra kho báu trên hòn đảo này, Nguyệt Bính, mày nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra? Chiến tranh, Nguyệt Bính đáp cộc lốc, phải bảo mật. Nguyệt vô hoa, mày có dám nói một câu nhiều hơn ba từ không? Sao lại không dám, im lặng dây lát, Nguyệt Bính chợt có vẻ lúng túng, lúc ngã xuống bãi cỏ, có cục gì bắn vào miệng tao, không biết là xương người hay cành cây, chùi tọt luôn xuống cổ mất tiêu rồi. Đừng nói với tao nữa tao đang buồn nôn đây. Nghe Nguyệt Bình nói vậy, tôi mới sực nhớ ra, lúc nãy tôi cũng ngã đè lên cây xác, lưng áo còn ướt đẫm, lập tức toàn thân nổi gai ốc, cắm đầu chạy tục mạng, chỉ muốn lập tức nhảy thẳng xuống biển. Lần này mày mà tụt xuống đầm lầy, tao không cứu đâu đấy. Yên chí, người thông minh như tao không lặp lại sai lầm đâu. Nếu phải sống trên hòn đảo này cả đời, không biết Nam Thiếu Hiệp còn diễn ra những trò hề gì nữa. Nguyệt công công, ngậm ngay cái miệng thối của mày lại. Nam Ấn Độ Dương, hải đảo, rừng rậm, không khí ẩm ướt. Tôi, chạy băng băng, trong lòng nhẹ bẫng. Có người bạn này ở bên, địa ngục cũng là thiên đường. Sao con mèo của Srodinger, một thí nghiệm giả tưởng của Erwin Srodinger, nhốt một con mèo vào hòm sắt, cùng một ống đếm và mẩu phóng xạ với xác suất phóng ra tia phóng xạ trong vòng một tiếng đồng hồ là 50%. Nếu nó phát ra tia phóng xạ, con mèo sẽ chết. Khi đó, trạng thái của con mèo xét theo khía cạnh cơ học lượng tử là sự trồng chập của sống và chết. Trước khi mở hòm ra, người ta sẽ không biết được con mèo còn sống hay đã chết. Sao tổ hợp bài có giá trị lớn nhất trong cách đánh bài đấu địa chủ, gồm hai con Joker, phăng teo, đen và đỏ. Sao YC hay vệ tư lý? nhân vật chính trong series tiểu thuyết viễn tưởng của nhà văn người Hong Kong Ni Cong, Nghê Khuông. Sao giấy tuyên hay giấy xuyến, loại giấy truyền thống của Trung Hoa, được làm từ vỏ cây thanh đàn kết hợp với các loại sợi thực vật khác, mỏng, mịn, dai, bền, trắng, là loại giấy thượng phẩm thường dùng cho tác phẩm thư hòa. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn